Cẩm Tú An Ninh, Nghi Ninh nhảy sông liều mạng bảo vệ Thận Viễn. Lan Nghi Ninh tò mò, do hỏi La Thận Viễn rốt cuộc anh thích mẫu người thế nào. Nhìn thẳng vào Lan Nghi Ninh, anh mô tả anh muốn có một người tính cách hơi tinh nghịch, dũng cảm, có chủ kiến, lương thiện và thông minh. Nếu đời này không cưới cô ấy thì ta cả đời không thành thân, La Thận Viễn một lần nữa khẳng định. Những lời anh nói càng khiến Lan Nghi Ninh tò mò, hào hứng hỏi xem đó là cô gái nào và cô có quen hay không. Đưa bông hoa cho Lan Nghi Ninh, La Thận Viễn cười đáp, muội không chỉ từng gặp mà còn quen biết. Rõ ràng câu nói này của anh thể hiện rằng cô gái mà anh muốn cưới chính là Lan Nghi Ninh. Tiếc rằng ở thời điểm hiện tại anh chưa thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm. Diễn biến khác, con trai trưởng, công chúa liên tục tìm đến Lan Nghi Tú, nhưng cô lảng trách anh. Lấy cớ dạo này đang hơi chán ăn, dặn anh về sau, không cần đem mấy món ăn đến nữa. Đứng ở phía xa, trưởng công chúa nhìn thấy mọi chuyện. Không rõ trưởng công chúa có tác động gì hay không, nhưng sau đó Trần Đại Nương Tử khăng khăng muốn Lan Nghi Tú gả vào hàn gia của trưởng công chúa. Theo bà, cô gả vào đó thì sẽ giúp ích rất nhiều cho cha và anh trai trưởng của cô. Mẹ, con là người chứ không phải món hàng để trao đổi, Lan Nghi Tú phản bác. Nghe vậy, Trần Đại Nương Tử tức giận định đánh Lan Nghi Tú. May mắn Lan Nghi Ngọc kịp thời ngăn cản. Khi biết con gái có tình cảm với Lâm Mậu, em trai của Lâm Đại Nương Tử, Trần Đại Nương Tử không ngần ngại hỏi thẳng với anh. Nếu ngài thực sự muốn tốt cho nó thì xin ngài sau này bớt qua lại. Hầu gia Lục Gia Viễn từ xa cố tình nhắc đến một phạm nhân sắp được chuyển tới đại lý tự. Người này chính là Trần Đạo Diễn, sư huynh của La Thận Viễn. Anh ta chắc chắn đang dùng Trần Đạo Diễn làm mồi nhử để La Thận Viễn phải lộ mặt. Ở cảnh tiếp đó, Lục Gia Học bất ngờ nắm chặt tay của La Nghi Ninh. Tuy năm đó ta không nhìn thấy, nhưng ta biết sờ bàn tay của Mimi sẽ có cảm giác gì. Tiếp theo đó, người bí ẩn ra lệnh cho Lục Gia Học diệt cỏ phải diệt tận gốc. Từ cách xưng hô của Lục Gia Học với người này có thể đoán rằng đó chính là hoàng thượng hoặc một người quyền cao chức trọng. Mặc dù biết rõ Lục Gia Học răng bẫy, nhưng La Thận Viễn không thể trơ mắt nhìn sư huynh đập mạng. Vậy nên bất chấp sự ngăn cản của La Nghi Ninh, anh vẫn dẫn theo thuộc hạ của mình đi cướp xe tù nhân. Ta không mong muội tha thứ cho ta, chỉ mong sau này muội sống tốt hơn bảo trọng. La Thận Viễn để lại lời nhắn rồi rời đi. Vừa đọc được lời nhắn, La Nghi Ninh hốt hoảng lao ra khỏi phủ, chạy đi tìm La Thận Viễn. Cuộc đối đầu diễn ra vô cùng căng thẳng. La Nghi Ninh nấp ở một góc chứng kiến tất cả, trong khi Trần Đạo Diễn liên tục hét lớn bảo La Thận Viễn mau rời đi. Lục Gia Học dùng tính mạng của La Nghi Ninh để ép La Thận Viễn phải lộ diện. Để không ảnh hưởng đến La Thận Viễn, La Nghi Ninh đã đâm vào tay của Lục Gia Học rồi nhảy xuống sông. Lục Gia Học lúc nào cũng nhớ đến Tử Mi, thể hiện bản thân rất yêu Tử Mi, cho rằng La Nghi Ninh là Tử Mi. Thế nhưng thay vì yêu thương và bù đắp cho La Nghi Ninh, anh ta sẵn sàng đe dọa tính mạng cô. So với La Thận Viễn, lúc nào cũng đặt La Nghi Ninh làm ưu tiên hàng đầu, quyết không để cô chịu tổn thương. Lục Gia Học rõ ràng thua trong cuộc tình. Sau khi an toàn trở về, La Thận Viễn cố gắng làm lành với La Nghi Ninh. Một lần nữa, anh lại đề cập đến chuyện cũ của La Nghi Ninh với Lục Gia Học. Lần này, liệu La Nghi Ninh có chịu mở lòng với anh về những chuyện đã qua hay không?